Chào các anh chị. Hôm nay tôi trình bày nội dung ôn thi cuối kỳ của VTV phần 1B hệ chất lượng cao hôm nay thứ 5 30 tháng 11. Giờ đã bắt đầu vào cuối kỳ của các môn học rồi. Hệ chất lượng cao. Học kỳ 1. Hai nghìn hai mươi ba, hai nghìn hai mươi bốn. Vấn đề thứ nhất. Tính giới hạn của hàm số bằng cách dùng quy tắc L'Hôpital. Về lý thuyết thì chúng ta nhớ lại là khi tính giới hạn của U chia V khi x tiến về x 0, nếu như giới hạn này có dạng là không chia không hoặc là vô cùng chia vô cùng và giả sử rằng là lim của đạo hàm riêng tử chia đạo hàm giữa mẫu tồn tại thì lúc đó chúng ta có lim của u chia v sẽ bằng lim của u phẩy chia v phẩy. Thì định lý nếu mà chúng ta phát biểu cho nó chính xác thì như các anh chị vừa thấy, tức là giả sử U chia V có dạng không chia không hoặc vô cùng chia vô cùng mới được nha. Rồi giả sử rằng là giới hạn của tỷ số đạo hàm của U chia đạo hàm của V khi x tiến về chia rô tồn tại, có thể hữu hạn, có thể vô hạn, thì lúc đó người ta chứng minh được rằng là lim của U chia V bằng lim của đạo hàm riêng tử chia đạo hàm giữa mẫu. Tôi làm bài số 1. Phải đề bài thì tôi sẽ để cái đường link kèm theo cái video. Lim của log na 3 của x chia 3 giải luôn. Chia cho 3 trừ x. X tiến về 3. Khi x tiến về 3 thì chúng ta thấy trên tử là thế x bằng 3 vô 3 chia 3 là 1, log na 3 của 1 là 0. Dưới mẫu thay x bằng 3 vô 3 trừ 3 cũng là 0. Bằng lim. Dĩ nhiên về lý thuyết á, chúng ta viết như thế này chưa chặt, nhưng mà trong thực hành thì chúng ta cứ viết nhẹ nhàng như thế này thôi. Đạo hàm riêng tử chia cho đạo hàm giữa mẫu. Dĩ nhiên cái bước trung gian này thì thật ra cũng không cần viết. Đây là cái ví dụ đầu tiên cho nên là tôi viết từ từ. Log na 3 của U đạo hàm bằng U phẩy chia U. X chia 3 lấy đạo hàm là 1 chia 3. Là 1 chia 3. Chia cho U là chia cho X chia 3.
với mẫu 3 trừ x lấy đạo hàm rõ ràng là trừ 1 x kiếm về mang log u đạo hàm bằng u phải chia u 1 phần 3 ở đây thật ra là do đạo hàm của x chia 3 mà ra. Như vậy là 1 chia 3 chia cho x chia 3 có nghĩa là nhân với 3 chia x. Và như vậy chúng ta được là 1 trên x chia trừ 1 là trừ 1 chia x sau khi rút gọn. Và các anh chị thay x bằng 3 vô thôi. Chúng ta được đáp số là trừ 1 chia 3. Vậy ha. Dạ. Tính năng là bằng lim của 1 chia x trừ đi 1 chia e mũ x trừ 1. X tiến về 0 cộng. Viết như thế này thì chúng ta dễ thấy là giới hạn này nó rơi vô cái dạng là số dương rất lớn trừ đi số dương rất lớn. X tiến về 0 cộng thì 1 chia 0 cộng là cộng vô cùng. E mũ 0 là 1, 1 trừ 1 là E mũ 0 cộng là 1 cộng. 1 cộng trừ 1 là 0 cộng, 1 chia 0 cộng là cộng vô cùng. Chúng ta quy đồng mẫu thức. Mẫu thức chung là x nhân với e mũ x trừ 1, chúng ta nhân phân phối vô luôn. X nhân với e mũ x. Rồi là chúng ta cứ để nguyên như vậy đi. Phân thức thứ nhất thiếu e mũ x trừ 1 nhân với e mũ x trừ 1. Phân thức thứ nhì rõ ràng thiếu là x. X tiến về 0 cộng. Viết dưới dạng như thế này thì chúng ta thấy giới hạn của mình bây giờ rơi vô dạng 0 chia 0. Chúng ta áp dụng quy tắc L'Hôpital. Đạo hàm phân tử chia đạo hàm giữa mẫu. E mũ x đạo hàm là e mũ x trừ 1 đạo hàm bằng 0 trừ x đạo hàm bằng trừ 1. Giữa mẫu có dạng u nhân v, u phải là 1 nhân với e mũ x trừ 1 cộng u là x nhân với v phải e mũ x trừ 1 đạo hàm là e mũ x. X tiến về 0 cộng. Dễ thấy là giới hạn này vẫn còn dạng 0 trên 0. Chúng ta áp dụng quy tắc L'Hôpital lần thứ nhì. E mũ x đạo hàm là e mũ x trừ 1 đạo hàm bằng 0. Với mẫu 1 nhân với e mũ x trừ 1 là e mũ x trừ 1 lấy đạo hàm. Các anh chị thấy là e mũ x cộng với x nhân với e mũ x lấy đạo hàm u phải là 1 nhân với v là e mũ x cộng u là x nhân với v phải e mũ x đạo hàm bằng e mũ x. Sự gọn thường lẫn nhiều tập âm dù khó. Thay x bằng 0 vô. Lúc này trinh tử là e mũ 0 là 1. Giữa mẫu là e mũ 0 là 1, e mũ 0 là 1 nên là 2. Còn ở đây 0 nhân với e mũ 0 là 0. Như vậy là 1 phần 2.
Số 3. Dạ. Tính giới hạn log na ba của x nhân với tan của bx chia 2. X tiến về 1 cộng. Khi x tiến về 1 cộng thì thừa số thứ nhất là log x rõ ràng tiến về 0. Thừa số thứ nhì tiến về bi chia 2 cộng mà lớn hơn bi chia 2 chút xíu, thực ra là tan của bi x chia 2 tiến về trừ vô cùng. Cho nên chúng ta thấy là giới hạn này nó có dạng là không nhân vô cùng là vì vậy. Log na ba của x chúng ta giữ lại điện tử. Tan x chúng ta đưa xuống mẫu là thành cotan của bi x chia 2. X tiến về 1 cộng. Viết như dạng như thế này thì chúng ta để ý là trên tử tiến về trừ vô cùng. Xin lỗi. Trên tử tiến về 0. Chữ mẫu cũng tiến về 0 luôn. Áp dụng quy tắc L'Hôpital. Trên tử log x đạo hàm là 1 chia x. Dưới mẫu cotan u đạo hàm là trừ u phẩy là bx chia 2 mà lấy đạo hàm là b chia 2. Nhân với 1 cộng với cotan bình u. Cotan bình của bx chia 2. Và đến đây thì chúng ta chỉ việc thay x bằng 1 thôi. Trên tử 1 chia 1 các anh chị thấy là 1. Dưới mẫu là trừ bi chia 2. Nhân với 1 cộng 0. Để ý là cotan của bi chia 2 là bằng 0. Cotan là cos chia sin. Và để ý cos của bi chia 2 là bằng 0. Sin bi chia 2 là 1. Và đáp số các anh chị thấy là trừ 2 chia bi. Bài 4. Dạ. Đặt an là bằng liêm của x lũy thừa 1 chia x. X tiến về cộng vô cùng. Và rõ ràng giới hạn này cơ số là x tiến về cộng vô cùng. Còn trên mũ chúng ta thấy 1 chia cộng vô cùng là 0. Rơi vô cái dạng vô định đó. Vô cùng mũ 0. Có nhiều cách trình bày ha, thì một cách như thế này. Đặt y bằng x lũy thừa 1 chia x. Suy ra log na ba của y bằng log na ba của x lũy thừa 1 chia x. Lũy thừa là 1 chia x đưa ra ngoài, bên trong là còn log x. Và chúng ta có thể viết lại là log na ba của x chia x. Bước thứ nhì, chúng ta tính liêm của log na ba của y. X tiến về cộng vô cùng. Bằng liêm của log na ba của x chia x. X tiến về cộng vô cùng. Và chúng ta dễ thấy giới hạn của mình nó có dạng là số dương rất lớn chia. Số dương rất lớn, vô cùng chia vô cùng. Và bây giờ chúng ta thử áp dụng quy tắc L'Hôpital.
đạo hàm trên tử 1 chia x log x đạo hàm là 1 chia x với mẫu x đạo hàm là 1. Và chúng ta thấy sẽ bằng liền 1 chia x chia 1, tôi viết lại là 1 chia x. Và x tiến về cộng vô cùng thì rõ ràng là liêm này bằng 0, 1 chia cộng vô cùng mà. Không. Đó là liêm của log y. Chúng ta kết luận vậy nên là bằng e mũ kết quả vừa rồi, e mũ 0 là 1. Tôi nhắc lại, vì sao ăn là bằng em mũ 0 vậy? Vì ăn là bằng liêm của, mình coi như mình đặt là cái hàm số đó bằng y rồi, liêm của y. Mà y thì chúng ta viết lại là e mũ log này bay của y. Chúng ta lấy giới hạn của cơ số được bao nhiêu lũy thừa liêm trên mũ. Và chúng ta để ý là giới hạn của cơ số liêm của e là chính nó. Còn liêm của log này bài của y thì lúc nãy chúng ta vừa tìm là bằng 0. Chỉ nhiên số 0 là của cái bài này thôi. Đặt ăn là bằng liêm của 1 cộng với sin 3x lũy thừa 1 chia x, x tiến về 0 cộng. Các anh chị dễ thấy giới hạn này có dạng là, giới hạn này nó có dạng 1 lũy thừa cộng vô cùng. Cơ số tiến về 1 vì sin 0 là bằng 0. Còn trên mũ là 1 chia 0 cộng là cộng vô cùng. Đây là một trong 7 dạng vô định. Đặt y bằng 1 cộng 3 sin 3x lũy thừa 1 chia x, kéo theo log này 3 của y, log này 3 của 1 cộng sin 3x lũy thừa 1 chia x. Đưa số mũ ra ngoài là 1 chia x nhân với log này 3 của 1 cộng sin 3x. Chúng ta có thể viết lại là log này 3 của 1 cộng sin 3x tất cả chia x. Ta có thể để dạng phân thức. Để sang bước 2 thì chúng ta tính liêm của log y khi x tiến về 0 cộng. Bài của mình là cái quá trình là x tiến về 0 cộng mà. Liêm của log này 3 của 1 cộng sin 3x chia cho x, x tiến về 0 cộng. Giới hạn này dễ thấy là nó có dạng 0 trên 0. Và chúng ta áp dụng quy tắc L'Hôpital. Đạo hàm trên tử chia đạo hàm với mẫu. Trên tử log u đạo hàm bằng u phẩy chia u. U phẩy là 1 đạo hàm bằng 0. Sin 3x đạo hàm bằng 3 lần cos 3x. Chia u là chia 1 cộng sin 3x. Với mẫu x đạo hàm là 1. X tiến về 0 cộng. Và đến đây thì chúng ta chỉ việc là thay
x bằng 0 vô luôn. 3 cos 0 là 3 nhân 1 là 3, giữ mẫu là sin 3 nhân 0 là 0, cộng 1 là 1, 3 chia 1 là 3, chia 1 cũng là 3 luôn. Vậy giới hạn cần tìm là e mũ kết quả vừa rồi. Kết thúc bài luôn thôi. Vấn đề thứ hai. Khai triển Taylor-Maclaurin. Fx bằng Fa cộng với F'A chia 1 dễ thừa nhân với x trừ A cộng với đạo hàm cấp 2 của hàm F tại A chia 2 dễ thừa nhân với x trừ A đem bình phương cộng với vân cộng cho đến đạo hàm cấp N tại A chia N dễ thừa nhân với x trừ A lũy thừa N cộng với phần dư RNX. Đây là công thức khai triển Taylor. Còn khi A bằng 0 thì chúng ta thu được công thức khai triển Maclaurin Fx bằng F0 cộng F phải 0 chia 1 chia thừa nhân với x cộng với đạo hàm cấp 2 tại 0 chia 2 dễ thừa nhân với x bình phương cộng cho đến đạo hàm cấp n tại 0 chia n dễ thừa nhân với x mũ n cộng với rnx sáu. Tiếp tục cái số thứ tự của vấn đề 1. Giải. Viết khai triển Maclaurin đến số hạng chứa x mũ 3 của hàm số fx bằng ngạch tan của x bình phương. Ta có fx bằng f0 cộng với f phải 0 chia 1 dễ thừa nhân với x cộng với đạo hàm cấp 2 tại 0 chia 2 dễ thừa nhân với x bình phương cộng với đạo hàm cấp 3 tại 0 chia 3 dễ thừa nhân với x mũ 3 cộng với r3 x. F0 ạc tan của 0 đó là 0 F phải x trước nhỉ ạc tan của x bình lấy đạo hàm ạc tan u đạo hàm bằng u phải trên cho 1 cộng u bình
2x trên cho 1 cộng x mũ 4. Như vậy là f phải tại 0 dễ thấy cũng bằng 0 luôn. 2 nhân 0 trên cho 1 cộng 0 mũ 4. Đẳng cấp 2. Đạo hàm trên tử là 2 nhân với dưới 1 trừ đi trên tử nhân với đạo hàm dưới 1, 1 đạo hàm bằng 0, x mũ 4 đạo hàm là 4 x mũ 3, chia cho mẫu thức bình phương. Hai trừ đi 2 x mũ 4 trừ đi 8 x mũ 4 là trừ 6 x mũ 4, chia 1 cộng x mũ 4 đem bình phương. Kéo theo đạo hàm cấp 2 tại 0 dễ thấy là 2. Đạo cấp 3. Đạo hàm trên tử 2 đạo hàm bằng 0 trừ đi 6 x mũ 4 đạo hàm là trừ đi x mũ 4 đạo hàm là 4 x mũ 3 nhân với trừ 6 là trừ 24 x mũ 3 nhân với dưới 1 trừ đi
biểu thức điện tử nhân với đạo hàm của dưới mổ. U bình đạo hàm bằng 2 nhân với U nhân U phẩy. U phẩy là 4x mũ 3. Chia cho 1 cộng x mũ 4. Mũ 4. Bình phương mà bình phương lên là mũ 4. Phải dễ thấy kéo theo đạo hàm cấp 3 tại 0, thay x bằng 0 vô thì rõ ràng bằng 0. Trừ 24 nhân với 0 mũ 3 nhân với 1 là 0. Phía sau là 2 nhân với 2 nhân 1 nhưng mà nhân với 0, 0 luôn. Vậy fx bằng f0 là 0, f' là 0, chia 1 dễ thừa là 1 nhân với x, cộng với đạo hàm cấp 2 tại 0 là 2, chia 1 nhân 2 nhân với x bình phương, cộng với đạo hàm cấp 3 tại 0 là 0, chia 3 dễ thừa là 1 nhân 2 nhân 3 nhân với x mũ 3 cộng với r3. Như vậy là bằng x bình phương cộng với r3. Ở đây cả lớp để ý là tuy rằng là cái kết quả là chỉ chứa số hàng mũ 2 thôi, nhưng mà mình hiểu rằng là sắp xỉ cái hàm mặt tan bởi cái đa thực vật 3. Coi như là 0 mà cộng với 0 nhân x nè, cộng với 1 nhân x bình nè, 0 nhân x mũ 3. Mình phải hiểu rõ vấn đề vậy ha. Sắp xỉ bởi một cái đa thức bậc 3 thì chỉ có khi số hạng chứa x mũ 2 là hệ số nó bằng 1 khác 0 thôi, còn lại là hệ số nó bằng 0 hết. Viết công thức khai triển Taylor đến cấp 4 tại chiều rho bằng 2 của hàm số. Chúng ta viết lại là bằng 1 cộng x lũy thừa trừ 1 luôn đi. Fx bằng lấy x cho bằng 2, F2 cộng với F phẩy tại 2 chia 1 dễ thừa nhân x trừ 2, cộng với F2 phẩy tại 2 chia 2 dễ thừa nhân với x trừ 2 đem bình phương, cộng với đạo hàm cấp 3 tại 2 chia 3 dễ thừa nhân với x trừ 2 mũ 3 cộng với 3x. Công thức khai triển Taylor của hàm F xung quanh x bằng 2 hoặc là tại x bằng 2. F2 dễ thấy là 1 phần 3, 1 trên cho 1 cộng 2. F'x 1 cộng x lũy thừa trừ 1 lấy đạo hàm. U mũ alpha đạo hàm là alpha nhân với U lũy thừa alpha trừ 1. 1 trừ 1 trừ 1 là trừ 2 nhân với U phẩy thật ra là nhân với 1. Suy ra F phẩy tại 2
1 cộng với 2 bằng 3. Đưa mũ trừ 2 thì đưa xuống mẫu là 3 mũ 2 là 9. Trừ 1 chia 9. Đạo hàm cấp 2, chúng ta lấy đạo hàm của đạo hàm cấp 1. U lũy thừa alpha đạo hàm thì là bằng alpha nhân với u lũy thừa alpha trừ 1 nhân u phải. Xuất hiện thêm cái hệ số alpha là trừ 2. Một cộng x lũy thừa trừ 3 nhân u phải là nhân 1. Suy ra là đạo hàm cấp 2 tại 2. 1 cộng với 2 bằng 3. 3 mũ trừ 3 là 1 chia 2 7 đó. 2 chia 2 7. Đạo hàm cấp 3. Trừ 1 nhân trừ 2 nhân trừ 3 nhân 1 cộng x lũy thừa trừ 4 nhân với u phải là nhân 1. Kéo theo đạo hàm cấp 3 tại 2. 1 cộng 2 bằng 3. 3 mũ trừ 4 là 1 chia 81. Trình tự là trừ 6 chia 81. Trừ 2 chia 27. Vậy chúng ta thế vô công thức khai triển Taylor lúc nãy. Vậy. Fx bằng F2 là 1 phần 3 cộng với F phẩy tại 2 là trừ 1 chia 9 chia 1 chia thừa là 1 nhân với x trừ 2 cộng với đạo hàm cấp 2 tại 2 là 2 chia 2 7 chia cho 2 giờ thừa là 1 nhân 2 nhân x trừ 2 đem bình phương cộng với đạo hàm cấp 3 tại 2 là trừ 2 chia 2 7 chia 3 giờ thừa là 1 nhân 2 nhân 3 nhân với x trừ 2 lũy thừa 3 cộng với R3 đi 1 chia 9 nhân x trừ 2 cộng 1 chia 2 7 nhân x trừ 2 đem bình phương trừ đi 1 chia 81 nhân x trừ 2 lũy thừa 3 cộng với R3. Cộng với 2, 27 nhân 3 là 81, dư trừ 2 trừ cộng với 2, 1 chia 27 trừ 1 chia 9 cộng 1 chia 3.
viết hệ triển Taylor đến cấp 4 tại chia rho bằng 8 của hàm fx bằng căn bậc 3 của x. Fx bằng f thầy 8 luôn, cộng với f phẩy thầy 8 chia 1 dề thừa nhân với x trừ 8 cộng với f hai phẩy thầy 8 chia 2 dề thừa nhân với x trừ 8 bình phương. Cộng đồng cấp 3 thầy 8 chia 3 dề thừa trừ 8 mũ 3. Cộng đồng cấp 4 thầy 8 chia 4 dễ thừa nhân với x trừ 8 quy thừa 4 cộng với R4X. F thầy 8 là căn bậc 3 của 8, rõ ràng là 2. F thầy x. X lũy thừa 1 phần 3 lấy đạo hàm 1 phần 3 nhân với định mẫu hoặc đơn nhưng mà chia thôi lỡ rồi. 1 phần 3 trừ 1 là trừ 2 phần 3. Kéo theo F phẩy thầy 8. 8 lũy thừa trừ 2 phần 3. Căn bậc 3 của 8 là 2. 2 mũ trừ 2 là 1 phần 4 nhân với 1 phần 3 là 1 chia 12. X mũ alpha đạo hàm là alpha là trừ 2 phần 3 nhân với x lũy thừa alpha trừ 1 trừ 2 phần 3 trừ 1 là trừ 5 chia 3. Suy ra đạo hàm cấp 2 tại 8. Căn bậc 3 của 8 là 2. 2 mũ trừ 5 là 1 chia 32. Rồi, này chắc hỗ trợ máy thêm chút đi cho nó chắc ăn, làm sai công việc. Một phần ba lâu bấm ôn lại cách bấm trừ 2 chia 3 nhân với căn bậc 3 của 8 là 2, 2 mũ trừ 5, 1 chia 32. Trừ 1 chia 144. Mới có đạo hàm cấp 2. Đây hơi lớn lớn này. Cấp 3 lấy đạo hàm của đạo hàm cấp 2 1 phần 3 viết lại trừ 2 chia 3 viết lại x mũ trừ 5 phần 3 lấy đạo hàm là trừ 5 chia 3 nhân với x lũy thừa trừ 5 chia 3 trừ 1 là trừ 8 chia 3
kéo theo đạo hàm cấp 3 tại 8. Đấy, căng hơn. -5. Chỉ 3. Căng với hai lũy thừa luôn đi. -8 chia 3. U. Tan tan tan. Không được. Mấy mấy giỏm à. Nhân với phân số đi. Căn bậc 3 của 8. Quá xin lỗi. Hình như gọi gõ sai. Ôi. 8 mũ. Tội nghiệp cái máy, xin lỗi máy nha. Chơi gõ 2. 8. Lũy thừa trừ đi -8 chia 3. Chắc đẹp nè. 5 chia 3, 4, 5, 6. Số này quen quá ta. Số này quen quen. Đam cấp 4. Lấy đạo hàm của đam cấp 3. Phần 3 viết lại nè. -2 chia 3 viết lại nè. -5 chia 3 viết lại nè. X1 -8 phần 3 lấy đạo hàm là -8 phần 3. Nhân với x lũy thừa -8 chia 3 -1 là -11 chia 3. Suy ra đạo hàm cấp 4 tại 8. Thêm vô nhân cho nó rõ. Bây giờ nhân thêm -8 chia 3. Nhân với 8 lũy thừa -11. -5 chia cho 10368. 10368. Kiểm lại sẵn ra kiểm lại đạo hàm bậc 2 làm cấp 2 có phải là một -1 chia 144 không? -5 chia 3. Đúng rồi. Rồi, vậy. Fx bằng F tại 8 là 2 cộng với F phải tại 8 là 1 chia 12. Chia 1 dây thừa là 1 nhân với x trừ 8.
cộng với đạo hạnh cấp 2. Tại 8 là trừ 1 chia 144. Chia 2 dư thừa là 1 nhân 2, như vậy x trừ 8 đem bình phương. Cộng với đạo hạnh cấp 3 tại 8. Năm chia cho 3, 4, 5, 6. Chia 1 nhân 2 nhân 3, 3 dư thừa đó. Nhân với x trừ 8 lũy thừa 3. Cộng với đạo hạnh cấp 4 tại 8. Trừ 5 chia 10.368. Chia 1 nhân 2 nhân 3 nhân 4. Nhân với x trừ 8 lũy thừa 4. Cộng với R4X. Thực ra đây là cái cách triển khai bằng cách dùng định nghĩa. Số liệu này cũng dễ sai. Ta viết lại lần chót. 2 cộng 1 chia 12 nhân với x trừ 8 trừ 1 chia 144, rồi chia 2 nữa là thành trừ 1 chia 288 nhân với x trừ 8 bình phương. Tránh sai sót ở trước. Tranh cho 3, 4, 5, 6. Rồi chia tiếp cho 6 hả? Cộng 5 chia cho 20.000 736 nhân với x trừ 8 lũy thừa 3. Số này lớn hả? Trừ đi 5 chia cho 10.368, chia tiếp cho 1, 2, 3, 4 có nghĩa là 24. Tàn ra số tùm lum á. Trừ đi 5 248.000 832 832 nhân với x trừ 8 lũy thừa 4 cộng R4. Ta cần chỉ thấy xấp xỉ cái hàm vô tỷ bởi đa thức. Đây rõ ràng là chủ đề rất là hay về mặt toán học ha. Viết khai triển macro riêng đến số hạng chứa x mũ 3 của hàm số fx bằng x nhân với cos của x bình chia 2. Fx bằng f0 cộng f phẩy tại 0 chia 1 dư thừa nhân với x cộng với f hai phẩy tại 0 chia 2 dư thừa nhân với
lại để ngoặc đơn nữa nè, tay lạng cộng với đàm cấp 3 tại 0 chia 3 giây thừa nhân với x lũy thừa 3 cộng với R3. Viết công thức khai triển macro riêng đến số hạng chứa x mũ 3. Dĩ nhiên như vừa nói, dấu ngoặc đơn chỗ này nó hơi thừa, lỡ tay. F tại 0 rõ ràng bằng 0. F phải x. U nhân V lấy đạo hàm U phải là 1, nhân V là nhân với cos của x bình chia 2. Cộng UV phải cos U đạo hàm là trừ U phải sin U, trừ đi nè. U phải có nghĩa là x bình chia 2 lấy đạo hàm, x bình đạo hàm là 2x chia 2 là x, x nhân x là x bình phương. Nhân với sin U là sin của x bình phương chia 2. Suy ra F phải tại 0 dễ thấy là 1, vì cos 0 là 1. Còn số hạng thứ nhì thì không bình, nhân với sin của không bình chia 2 thì không rồi. Cos U đạo hàm bằng sin U nhân với U phải sin U, nhân U phải là x bình chia 2 lấy đạo hàm là x bình đạo hàm là 2x chia 2 là x, nhân với x là x bình. F2 phải cos U đạo hàm bằng trừ U phải sin U, x nhân với sin của x bình chia 2. Ở đây có dạng U nhân V, U phải nhân V là 2x nhân với sin của x bình chia 2 cộng với UV phải có nghĩa là bằng trừ đi. Sin U đạo hàm bằng cos U nhân U phải x bình chia 2 lấy đạo hàm là x, x nhân với x bình là x mũ 3. Cos của x bình chia 2. Chúng ta rút gọn để chuẩn bị tí nữa đạo hàm lần nữa mà. Trừ x nhân với sin, trừ 2x nhân sin là trừ 3x nhân sin. Sin của x bình chia 2 trừ đi x mũ 3 nhân với cos của x bình chia 2. Kéo theo F2 phải tại 0 rõ ràng bằng 0. Đàm cấp 3 U phải nhân V là trừ 3 nhân với sin. Cộng với UV phải trừ đi 3 x bình nhân với cos của x bình chia 2. V phải có nghĩa là sin U đạo hàm bằng cos U nhân với U phải là x bình chia 2 đạo hàm là x. Rồi 3x nữa là 3x bình. Trừ đi U phải nhân V trừ 3x bình nhân với cos của x bình chia 2. U phải nhân V cộng với UV phải, nhưng mà cos U đạo hàm là trừ U phải sin U, trừ bị trừ là cộng nè. X bình chia 2 mà lấy đạo hàm là x nhân với x mũ 3 là x mũ 4 nhân với sin của x bình phương chia 2. Đây là bước chót, cho nên là rút gọn cũng được, mà để như thế này mà thế vô cũng được, thế vô luôn đi. Kéo theo đạo hàm cấp 3 tại 0, nhìn thấy bằng 0 luôn rồi. Fx mà
F0 là 0. Cộng với F phải thì 0 là 1. Chia 1 dư thừa nhân với X. Cộng với đạo hàm cấp 2 tại 0 là 0. Chia 2 dư thừa là 1 nhân 2 nhân với x bình phương. Cộng với đạo hàm cấp 3 tại 0. 0. Chia 3 dư thừa là 1 nhân 2 nhân 3 nhân với x mũ 3. Cộng với R3x. Như vậy chỉ còn x không thôi, cộng với R3. Cho đây là chấm hết bài. Ở đây chú ý thêm cái ý tưởng là sắp xỉ bởi cái đa thức bậc 3 nè, à, tức là x nhân với cos của x bình chia 2 0 nè, cộng 1 nhân x nè, 0 nhân với x bình nè, cộng 0 nhân với x mũ 3 nè, à, cái ý vậy. Sắp xỉ bởi đa thức bậc 3 thì được cái kết quả như thế. Tiếp theo là số 10. Viết khai triển Taylor đến cấp 4 tại x0 bằng pi chia 6 của fx bằng sin x. X0 bằng pi chia 6 cấp 4. F tại pi chia 6, sin của pi chia 6 rõ ràng là 1/2. Sin đạo hàm bằng cos. F phải tại pi chia 6, cos của pi chia 6 là bằng căn bậc 2 của 3 chia 2. Cos đạo hàm bằng trừ sin. Đạo hàm cấp 2 tại pi chia 6. Trừ sin của pi chia 6 bằng trừ đi 1/2. Đạo hàm cấp 3 trừ sin đạo hàm bằng trừ cos. Cho nên đạo hàm cấp 3 tại pi chia 6 bằng trừ đi cos tại pi chia 6 là trừ đi căn bậc 2 của 3 chia 2. Đạo hàm cấp 4 lấy đạo hàm của đạo hàm cấp 3 trừ cos đạo hàm bằng sin sin x. Cho nên đạo hàm cấp 4 tại pi chia 6 bằng sin của pi chia 6 bằng 1/2. Công thức nãy giờ chưa viết ha, giờ viết đó là ráp vào luôn. Vậy fx bằng f tại pi chia 6 nè, cộng với đạo hàm cấp 1 tại pi chia 6 chia 1 dư thừa nhân với x trừ pi chia 6, cộng với đạo hàm cấp 2
ta biết chia 6, chia 2 giao thừa là 1 nhân 2, nhân với x trừ pi chia 6 đem bình phương. Công thức đúng ra mình nên ghi dạng giao thừa. Qua trang mới. Là chưa cả. Cộng với đàm cấp 3. Tại pi chia 6. Chia 3 giao thừa nhân với x trừ pi chia 6 mũ 3. Và cộng với đàm cấp 4. Tại pi chia 6. Chia 4 giao thừa nhân với x trừ pi chia 6 lũy thừa 4. Cộng với R4x. Thế vâng. Đạo hàm chưa có đạo hàm f tại pi chia 6 trước. F pi chia 6 là 1/2. Cộng f phải tại pi chia 6 là căn bậc 2 của 3 chia 2. Chia 1 giao thừa nhân với x trừ pi chia 6. Cộng với đạo hàm cấp 2 tại pi chia 6 là trừ 1/2. Chia 2 giao thừa là 1 nhân 2 nhân với x trừ pi chia 6 bình phương. Cộng với đạo hàm cấp 3 tại pi chia 6 là trừ đi căn bậc 2 của 3 chia 2. Chia 3 giao thừa là 1 nhân 2 nhân 3. Nhân với x trừ pi chia 6 mũ 3. Anh nói về một trạng thái một mình về buồn ngủ. Cộng với đồng cấp 4 tại pi chia 6 là 1/2. 4 là 1/2. Chia 4 giao thừa. 1 nhân 2 nhân 3 nhân 4. Nhân với x trừ đi pi chia 6 lũy thừa 4. Cộng với R4x. Chỉnh trang lại cho nó gọn gàng, rút gọn lại. Bằng 1/2 cộng thêm căn bậc 2 của 3 chia 2 nhân với x trừ pi chia 6 trừ đi trừ 1/2 chia 2 là trừ 1/4 nè, nhân với x trừ pi chia 6 đem bình phương. Trừ đi căn bậc 2 của 3 chia 2 rồi chia cho 6 là căn bậc 2 của 3 chia 12 nhân với x trừ đi chia 6 lũy thừa 3. Lũy thừa 4 thì đây 1 chia 2 rồi chia cho 24, 1 chia 4 8 không? X trừ đi chia 6 lũy thừa 4 cộng R4x. Như vậy chúng ta sắp xỉ cái hàm đã cho bởi một cái đa thức bậc 4 theo x trừ pi chia 6. Và mình hiểu rằng là cái công thức này đó thì khi x càng gần pi chia 6
thì cái phần dư này nó sẽ càng càng số 0 ha. Vậy vấn đề 1 và vấn đề 2 đã xong. Đề 3 là tính gần đúng tích phân xác định. Phần này thì về mặt lý thuyết chúng ta chú ý sau đây, chú ý công thức sau đây. Tích phân từ A đến B fx dx gần bằng delta x1 nhân với f của x1 sao cộng với delta x2 nhân với f của x2 sao cộng chấm chấm chấm. Cộng cho đến delta xn nhân với f của xn sao ở đó chúng ta để ý là điểm xn sao được gọi là điểm lấy mẫu ha, xy sao điểm lấy mẫu. Mẫu này mình hiểu là mẫu để quan sát và vân. Dùng quy tắc trung điểm với n bằng 5, hãy xấp xỉ tích phân. Quy tắc cái này là quy tắc trung điểm. Thì để ý quy tắc trung điểm thì chúng ta chia đều ha. Chia đoạn 1 2. Thành 5 đoạn con bằng nhau. Thế thì độ dài của mỗi đoạn con delta xy ở đây một cách tổng quát về công thức là b trừ a chia n. Có nghĩa là đoạn AB đó ha. N là số đoạn con, ở đây là B đầu mút phía sau là 2,
trừ đồng mức phía trước là 1 chia cho 5. 2 trừ 1 là 1, chia 5 là 0,2. Mỗi đoạn con dài là 0,2. Trung điểm của mỗi đoạn. Đây mình hiểu là x0 nè, rồi x1, x2, x3, x4 rồi x5. Trung điểm của mỗi đoạn con. Như vậy là 1,1, chỗ này là 1,1. X mục sao là 1,1. Rồi X hay sao là 1,3. Rồi X3 sao 1,5. X4 sao 1,7. Rồi cuối cùng là x5 sao là 1,9. Áp dụng công thức sắp xỉ bởi quy tắc trung điểm. Ta có và trang giấy mới đi. Y bằng tích phân từ 1 đến 2 của một chữ x dx. Nãy giờ các bạn chưa đặt fx bằng ha. Chưa đặt cái hàm. Fx ở đây là một chữ x. X1 nhân với f của x1 sao cộng delta x2 nhân với f của x2 sao cộng delta x3 nhân với f của x3 sao cộng delta x4 nhân với f của x4 sao. Cộng delta x5
nhân với f của x5 sao. Ta lưu ý là mỗi cái delta đó là nó, mỗi delta x đó là nó bằng nhau và đều bằng 0,2. Đấy, thử số chung đi. Fx1 sao là 1 chia 1,1. Fx2 sao là 1 tranh cho 1,3. Fx3 sao là 1 tranh cho 1,5. F của x4 sao là 1 tranh cho 1,7. Và cuối cùng là F của x5 sao là 1 chia 1,9. Thì bài học chỉ nói sắp xỉ bởi sắp xỉ tích phân bởi quy tắc trung điểm thôi, không nói gì thêm. Chấm 2 nhân với 1 tranh cho 1,1. Còn 1 tranh cho 1,3. Cộng thêm 1 tranh cho 1,5. Cộng thêm 1 tranh 1,7. Cộng thêm 1 tranh cho 1,9. Vậy sắp xỉ phẩy 6919 078857. Nếu đề bài họ không nói gì thêm thì mình cứ viết hết ra thôi. Okay. Cho mình tính thử cái tích phân nó thêm coi. Trên chữ x tích phân từ 1 tới 2 06931 47 18. Dùng quy tắc trung điểm với n bằng 4, hãy sắp xỉ tích phân. Và quy tắc trung điểm. Chia đoạn 08. Thành 4 đoạn con bằng nhau. Ở đây để ý thêm là hàm f của mình bây giờ là x bình phương. Thế thì độ dài của mỗi đoạn con
chia theo là delta xy b trừ a chia n 8 trừ 0 chia 4 là 2, chia thành 4 đoạn con bằng nhau. Tôi vẽ cái sơ đồ. Trung điểm của mỗi đoạn con x1 sao dễ thấy là 1, x2 sao dễ thấy là 3, x3 sao dễ thấy là 5, rồi x4 sao dễ thấy là 7. Áp dụng công thức tính cần đúng tích phân. Bằng quy tắc trung điểm, y bằng tích phân từ 0 đến 8 của x bình dx chẳng bằng delta x1 nhân với f của x1 sao cộng với delta x2 nhân với f của x2 sao cộng delta x3 nhân với f của x3 sao cộng với delta x4 nhân với f của x4 sao. Mỗi đoạn con độ dài là 2, chúng ta lấy thừa số chung. F của x1 sao là 1 bình. F của x2 sao 3 bình phương. F của x3 sao là 5 bình phương. F của x4 sao 7 bình.
1 cộng với cộng thêm 9 cộng thêm 25 cộng thêm 49 nhân 2 156. Còn để ý là nếu mà tính tích phân lên thì bao nhiêu? Tích phân của x mũ 3, x mũ 2 đang đi thì 0.8. Trăm bảy 10.66. Dùng quy tắc trung điểm n bằng 6, hãy xấp xỉ tích phân 0 đến 3 a lũy thừa căn x d n bằng 6, làm tròn kết quả với 4 chỉ số thập phân và fx là a lũy thừa căn bậc 2 của x. Đặt tên cho cái hàm. Giờ chúng ta chia đoạn 0,3. Thành 6 đoạn con bằng nhau. Thế thì độ dài của mỗi đoạn con trừ 0 chia 6 chia 2 0,5 luôn đi. Vậy chúng ta vẽ cái sơ đồ này. Như vậy chỗ này là 0,25 là x1 sao, 0,75 là x2 sao, 1,25 là x3 sao, 1,75 là x4 sao, 2,25 là x5 sao và 2,75 là x6 sao. Áp dụng công thức
tính gần đúng tích phân. Bằng quy tắc trung điểm. Ta có có gì? Y bằng tích phân từ 0 đến 3 e lũy thừa căn bậc 2 của x để gần bằng. Delta x1 nhân với f của x1 sao? Delta x2 nhân với f của x2 sao? Delta x3 nhân với f của x3 sao? Cộng delta x4 nhân với f của x4 sao? Cộng delta x5 nhân với f của x5 sao? Và cộng với delta x6 nhân với f của x6 sao? Các cái delta xy đó độ dài bằng nhau và bằng 0,5, chúng ta lấy thừa số chung. Fx1 sao, fx là e mũ căn x nha. Fx1 sao là e lũy thừa căn bậc 2. X1 sao là 0,25. Fx2 sao là e lũy thừa căn bậc 2 0,75. F của x3 sao là e lũy thừa căn bậc 2 của 1,25. F của x4 sao là căn bậc 2 của 1,75. F của x5 sao là căn bậc 2 của 2,25. Và F của x6 sao là căn bậc 2 của 2, e mũ căn bậc 2 của 2,75. Sắp xỉ lấy 4 chữ số sau dấu phẩy. Sắp xỉ 10,
28566. Như vậy sắp lấy 4 chữ số sau chữ phẩy làm tròn lên đi. Làm tròn đi. Là 10,2857. Sắp xỉ tích phân tương ứng coi. Đây lưu chưa? Không liên ba. Mười phẩy hai bảy năm thì sắp xỉ của mình ở đây tương đối ổn. Các bài này có đặc điểm hơi mất thời gian so với các bài khác. Bảng giá trị của một hàm F, hàm tăng F được cho như sau. Hãy tính gần đúng tích phân cận từ 10 tới 30. FXD bằng cách chọn điểm lấy mẫu là các đầu mút bên phải của từng đoạn con. Đây chúng ta hình dung là x0, x1, x2, x3, x4 rồi x5. Điểm lấy mẫu là trung là đầu mút bên phải của mỗi đoàn con. Thì đây chính là x1 sao luôn. Đây là x2 sao luôn. Đây là x3 sao. Đây là x4 sao. Và này là x5 sao. Ta học tích phân xác định thì
Các cái bài toán như này giúp mình hiểu rõ cái bản chất của tích phân xác định. Sơ đồ. Y bằng tích phân từ 10 đến 30 fxd dần mặt trên ta x1 nhân với f x1 sao cộng với trên ta x2 nhân với f x2 sao cộng trên ta x3 nhân với f x3 sao đến tới x4 nhân với f của x4 sao cộng đến tới x5 nhân với f của x5 sao phần này năm nay thì đại trà chắc sẽ thi nội dung này. Mỗi đoạn con chúng ta dễ thấy độ dài là 4 ha, nên ghi chú thêm đến tới xy bốn. F của x1 sao tức là F của 14 á, là trừ 6. F của x2 sao là F của 18 trừ 2. F của x3 sao là F của 22 là 1. F của x4 sao là F của 26 là 3. Và cuối cùng là F của x5 sao là F của 30 là 8. Trừ 6 trừ 2 là trừ 8 cộng 8 là hết 1 cộng 3 bằng 4. 4 x 4 là 16. Đây là một cách trình bày bài ha. Bài cuối cùng bài 15 của cái chủ đề này. Cho hàm F có bảng giá trị như sau. Hãy ước tính tích phân từ 3 đến 9 của FXD bằng cách chọn điểm lấy mẫu là các trung điểm của các đoạn con. Sơ đồ. Sáu đoạn hai ba bốn năm sáu đây là ba bốn năm sáu bảy tám chín. Thế thì để chọn điểm lấy mẫu là trung điểm của mỗi đoạn mà cái hàm F đã có giá trị rồi thì chúng ta thấy là ở đây mình sẽ chọn x0, x1, x2 rồi, x3. Để trung điểm của các đoạn con đó là x1 sao, đây là x2 sao, đây là x3 sao.
chúng ta thấy là không có cách khác ha. Với cái số liệu, dùng đúng cái bảng số liệu ở đây thì chúng ta thấy là không có cách khác. Cho nếu mà ví dụ như mình lấy đoạn 3, 4 là một đoạn, tức là 3 là x chia cho 4 là x1, thì cái trung điểm của đoạn 3, 4 là 3 rưỡi, cái giá trị của hàm đề bài họ không cho. Hoặc là mình chia thành hai đoạn con chẳng hạn, ở đây là chia là 3 đoạn, chia hai đoạn thì chúng ta thấy 3 đến 6, 6 đến 9. 3 đến 6 thì trung điểm là 4 rưỡi, chúng ta thấy là x bằng 4 rưỡi thì hàm f không có giá trị, giá trị của f tại đó không được cho. Vì như vậy chia đoạn 39 thành 3 đoạn con bằng nhau. Thế thì độ dài của một đoạn con, dài mỗi đoạn con tên thấy y, thật ra là cũng là 9 trừ 3 chia cho 3 đó thôi, 6 chia 3 là 2, từ 3 tới 5 dài là 2, 5 đến 7 dài là 2, mà 9 dài là 2. Áp dụng công thức tính gần đúng tích phân, tính gần đúng tích phân xác định. Bằng quy tắc trung điểm. Y tích phân từ 3 đến 9 của FXD gần bằng delta x1 nhân với f của x1 sao, cộng delta x2 nhân với f của x2 sao, cộng delta x3 nhân với f của x3 sao. Và các anh chị thấy gần bằng, độ dài của mỗi đoạn con dài là 2. F của x1 sao, tức là f của 4, đề bài cho là trừ 2,1. Trừ 2,1. Cộng với f của x2 sao là f của 6, đề bài cho là 0,3. F là 0,3. Còn với f của x3 sao là f tại 8, đề bài cho giá trị là 1,4. Không phẩy ba với một phẩy bốn là một phẩy bảy, trừ đi 2,1 là trừ 0,4, trừ 0,4 nhân 2 là trừ 0,8. Trừ 2,1 cộng 0,3 là trừ 1,8, trừ 1,8 cộng 1,4 là trừ 0,4 nhân 2 là trừ 0,8. Đúng rồi. Đó là một cách trình bày bài.
Vấn đề 4. Khảo sát sự hội tụ và tính tích phân suy rộng nếu có. Thực ra là tính tích phân. Suy rộng. Đây loại 1 và loại 2 luôn. Bài 16. Dạ. Khảo sát sự hội tụ và tính tích phân suy rộng nếu có, y bằng tích phân 0 đến cộng vô cùng. E mũ x trên cho 1 cộng E mũ x đem bình phương. Để. Bước 1. Với t lớn bằng 0, ta đi tính tích phân càng từ 0 đến t. E mũ x chia cho 1 cộng E mũ x đem bình để. Đây, cái ý tưởng là chúng ta thấy là để xây dựng tích phân cận đi từ 0 đến cộng vô cùng, đầu tiên chúng ta tính tích phân từ 0 đến t, sau đó cho t chạy về cộng vô cùng ha. Đặt u bằng 1 cộng e mũ x, suy ra du bằng 1 cộng e mũ x lấy đạo hàm nhân với dx bằng e mũ x d. Và chúng ta đổi cận. XU. X đi từ 0 đến t. X bằng 0, e mũ 0 bằng 1 cộng 1 bằng 2. X bằng t, u là 1 cộng e mũ t. À, bây giờ bằng tích phân đi từ 2 đến 1 cộng e mũ t. E mũ x dx thay bởi du. 1 cộng e mũ x bình phương thay bởi u bình phương. Một nguyên hàm của một chia u bình là trừ một chia u. Cận đi từ 2 cho đến 1 cộng e mũ t. Thay u bởi cận trên trừ đi 1 trên cho 1 cộng e mũ t. Trừ đi trừ là cộng thay u bởi 2. Rồi, bước số 1. Bước 2. Chúng ta tính lim của A lớn khi T tiến về cộng vô cùng. Lim của trừ 1 chia cho 1 cộng E mũ T cộng 1 chia 2. T tiến về cộng vô cùng. T tiến về cộng vô cùng thì chúng ta thấy E mũ T tiến về E mũ cộng vô cùng là cộng vô cùng. Cộng 1 cũng là cộng vô cùng, trừ 1 chia cộng vô cùng là 0. Cộng với 1 chia 2. Kết quả là 1 chia 2. Như vậy đáp số chúng ta thấy là một số thật hữu hạn, lim nó tồn tại và hữu hạn. Bước 3, kết luận. Tích phân suy rộng đã cho hội tụ và có giá trị là
mà tích phân từ 0 đến cộng vô cùng của e mũ x trên cho 1 cộng e mũ x đem bình phương để bằng 1 chia 2. Khảo sát sự hội tụ và tính tích phân suy rộng nếu có. Đặt tích phân đó là y cần từ 1 đến cộng vô cùng của dx chia x bình cộng x. Bước 1. Với t lớn bằng 1, ta đi tính a bằng tích phân cần từ 1 đến t dx chia x bình cộng x. Tích phân này thì hy vọng đa số các anh chị thấy ngay cách tính x nhân với x cộng 1. Trong tình huống đơn giản này thì chúng ta để ý là tích phân cần từ 1 tới t. 1 chia x trừ đi 1 chia x cộng 1. Các anh chị quy đồng mẫu thức lại thì sẽ thấy là 1 chia x trừ đi 1 chia x cộng 1 sẽ là bằng 1 tan cho x nhân x cộng 1. Một nguyên hàm của 1 chia x là log ln ba trị thừa của x. Trừ đi một nguyên hàm của 1 trên x cộng 1 là log ln ba trị thừa của x cộng 1. Cần đi từ 1 đến t. Thay x bởi cận trên là log t trừ đi log của t cộng 1, để ý t lớn bằng 1 rồi cho nên t dương. Trừ đi thay x bởi cận dưới là 1 log 1 trừ đi trừ là cộng log 2. Hiệu 2 log chúng ta viết thành log ln ba của thương t chia t cộng 1 cộng thêm log ln ba của 2, còn log ln ba của 1 thì bằng 0 rồi. Đó là bước 1. Bước 2, lim của a lớn khi t tiến về cộng vô cùng. Lim của log ln ba t chia t cộng 1 log ln ba của 2. T tiến về cộng vô cùng. Lim log ln ba chia tử và mẫu cho t đi. Đấy là lim của hàm hằng bằng chính nó. T tiến về cộng vô cùng. T tiến về cộng vô cùng thì 1 chia t tiến về 0 và như vậy là bên trong hoặc trên này tiến về 1 nên cho 1 cộng 0 là 1, log ln ba của 1. Ln ba của 2 phía sau viết lại. Để ý là log 1 bằng 0. Như vậy chúng ta thấy giới hạn này là có và hữu hạn ha. Cho nên là theo định nghĩa thì chúng ta thấy rằng là tích phân suy rộng là hội tụ và có giá trị là bằng log ln ba của 2. Biết rồi. Vậy tích phân suy rộng đã cho hội tụ.
và có giá trị là y bằng tích phân từ 1 đến cộng vô cùng của dx chia cho x bình phương cộng x về bằng log này 3.2. Đặt y bằng tích phân từ trừ vô cùng đến 0 x nhân với e mũ 2 x dx bước 1 với t nhỏ bằng 0 cho ta đi tính a lớn bằng tích phân từ t đến 0 x nhân với e mũ 2 x dx. Để theo sơ đồ thì chúng ta thấy là để tính tích phân từ trừ vô cùng đến 0. Đầu tiên chúng ta tính tích phân từ t đến 0. Rồi sau đó cho t này chạy về trừ vô cùng. Ý tưởng nhỉ. Tích phân này các anh chị tính bằng từng phần ha. Phương pháp tích phân từng phần. Đặt u bằng x. DV bằng E mũ 2 XD. Suy ra DU bằng DX. Chọn V bằng 1 phần 2 E mũ 2 X. A bây giờ bằng U nhân V. Cần đi từ T đến 0. Trừ tích phân từ t đến 0 của VDU là 1 phần 2 em 2 x. Thay x bởi cạnh trên là 0. Trừ đi thay x bởi cạnh dưới là trừ t chia 2 nhân với em 2 t. Trừ đi 1 phần 4. Một nguyên hàm của em 2 x là 1 phần 2 em 2 x. 1 phần 2 với 1 phần 2 là 1 phần 4. Em muốn hay cận đi từ t đến 0. Trừ t chia 2 em muốn 2t. Trừ đi thay x bởi cận trên thay x bởi 0 là 1 phần 4. Trừ đi trừ là cộng thay x bởi cận dưới từ em muốn 2t. Bước 1 đã hoàn thành, chúng ta qua bước thứ 2. Ta thỉnh thoảng để nói bước 1, bước 2 để cho các anh chị rõ thêm nữa. Có khi làm bài mình không cần. Không cần để bước nào cả. Giờ đi tính lim của A lớn. T tiến về trừ vô cùng. Trừ T chia 2, E mũ 2T. Cộng với 1 phần 4, E mũ 2T. Trừ đi 1 phần 4. T tiến về trừ vô cùng. Trừ 1 phần 2 lim. T như vậy em muốn T để ý T tiến về vô cùng. Còn em muốn trừ vô cùng là 0. Dạng vô cùng nhân 0. Cho nên là mình đưa cái
một trong hai thừa số xuống cùng nhân 0. Rồi các anh chị thấy là em mũ 2t đưa xuống mẫu là em mũ trừ 2t cho nó tiện. T chia em mũ trừ 2t. T tiến về trừ vô cùng. Còn 1 phần 4 lim em mũ 2t. T tiến về trừ vô cùng. Trừ đi lim của 1 phần 4. T tiến về trừ vô cùng. Lấy giới hạn của từng số hạng. Giới hạn này thì chúng ta thấy viết như thế này thì nó có dạng là trừ vô cùng chia cộng vô cùng. Chúng ta áp dụng quy tắc L'Hôpital ở đây. Đạo hàm điện tử T đạo hàm là 1, với mẫu E mũ trừ 2T đạo hàm là trừ 2 E mũ trừ 2T. T tiến về trừ vô cùng. Cộng 1 phần 4 E mũ 2T mà T tiến về trừ vô cùng, E mũ trừ vô cùng thì các chị để ý là 0. Còn giới hạn của hàm hằng là chính nó. Một chia cho trừ 2 nhân với E mũ trừ 2T. T tiến về trừ vô cùng thì trừ 2T là cộng vô cùng. E mũ cộng vô cùng là cộng vô cùng. Nhân với trừ 2 là trừ vô cùng. Một chia trừ vô cùng là 0. Trừ 1 phần 2 nhân với 0. Rồi số cuối là trừ 1 phần 4. Còn 1 phần 4 nhân 0 là 0 rồi. Và đáp số dễ thấy là trừ 1 phần 4. Như vậy bước thứ nhì chúng ta tính giới hạn thì có và hữu hạn. Bước thứ ba chúng ta kết luận. Vậy tích phân suy lầm đã cho hội tụ. Tích phân suy lầm đã cho. Hội tụ. Và có giá trị là trừ vô cùng đi 0 x nhân với em 2 x để bằng trừ 1 phần 4. Khảo sát sự hội tụ và tính tích phân suy rộng nếu có. Không đến bị chia 2. Cos x chia căn bậc 2 của sin.
Đây chúng ta thấy tích phân không xác định tại cận dưới là 0. Cận trên là bị chia 2. Cho nên mình nhích lên chút. T tính tích phân từ T đến bị chia 2. Rồi mình cho T chạy về phải không? Ý tưởng vậy. Bước 1. Với T lớn hơn 0 nhỏ hơn bị chia 2. Giờ ta đi tính A lớn bằng tích phân từ T đến pi chia 2 cos x chia căn bậc 2 của sin x. Thì mình đổi biến đi, đặt u là sin x, suy ra du sin đạo hàm là cos x d. Và chúng ta đổi cận. XU. X đi từ T đến vị chia 2. X bằng T thì U bằng sin T. X bằng vị chia 2, sin vị chia 2 là 1. Như vậy A sẽ bằng tích phân từ sin T cho đến 1 cos x dx thay với du chia căn bậc 2 của sin là căn bậc 2 của u. Một nguyên hàm của 1 chia u là 2 căn u. Cận đi từ sin T cho đến 1 thay u bởi cận trên 2 căn bậc 2 của 1 là 2 trừ 2 nhân với căn bậc 2 của sin T. Đó là đáp số của bước 1. Bước 2. Chúng ta tính liêm của A lớn khi T tiến về 0 cộng. Đó là bây giờ là 0 cộng nha. Liêm của 2 trừ đi 2 căn bậc 2 của sin T. T tiến về 0 cộng. Dễ thấy sin 0 bằng 0. Cho nên 2 nhân với căn của sin T tiến về 2 nhân 0 là 0. Nên chỉ còn là 2 thôi. Vậy tích phân suy rộng đã cho hội tụ và có giá trị là bằng số vừa rồi, số 2. Không đến vị trí 2. Cos x căn bậc 2 sin x dx. Kết thúc bài. Khảo sát sự hội tụ và tính tích phân suy rộng nếu có.
đặt tích phân delta y 0 đến 1 em 1 chia x chia x mũ 3 để tích phân này chúng ta cũng thấy là hàm số dưới dấu tích phân không xác định tại căn dưới bằng 0. Cho nên nhích lên chút t, mình tính tích phân từ t đến 1. Sau đó cho t chạy về 0 từ cái phía đó. Không cộng. Bước 1. Với t lớn 0 nhỏ 1. Giờ ta đi tính. Nhỏ lớn. Tích phân từ t đến 1 của e lũy thừa 1 chia căn x. À 1 chia x. Chia cho x mũ 3 để đặt y bằng 1 chia x. Kế theo dy 1 chia x lấy đạo hàm là trừ 1 chia x bình dy. Suy ra dx chia x bình trừ dy. Là đổi cận. X đi từ t đến 1. Y bằng 1 chia x mà. Y là 1 chia t đến 1. Như vậy A bây giờ bằng tích phân 1 chia t đến 1. Em lũy thừa 1 chia x là em mũ y. Chia x mũ 3 thì lại viết lại thêm chút đi. T lên 1. E lũy thừa 1 chia x này. Nhân với 1 chia x này. Nhân với dx chia x bình. Cho nên 1 chia x này các anh chị thấy đóng vai trò là y. Dx chia x bình là trừ dy. Và dấu trừ mang ra ngoài. Tích phân từ 1 chia t cho đến 1 của y dy. E mũ y dy. Đổi biến xong rồi. Giờ tính phân. U bằng y, dv bằng em mũ y dy. Suy ra du bằng dy, chọn v bằng em mũ y. A lớn bây giờ bằng trừ đi u nhân v y em mũ y. Cận từ 1 chia t đến 1 trừ đi tích phân của VDU trừ tích phân từ 1 chia t đến 1 của MUID.
trừ y em mũ y cận từ 1 chia t đến 1. Trừ đi trừ là cộng. Một nguyên hàm của em mũ y là em mũ y cận đi từ 1 chia t đến 1. Thay y bởi cận trên là trừ đi 1 nhân với em mũ 1. Trừ đi trừ là cộng. Thay y với 1 chia t. Cộng với thay y bất cần trên là em mũ 1 trừ đi thay y bất cần dưới em 1 chia t. Trừ đi 1 nhân với em mũ 1 cộng với em mũ 1 là hết. Và nếu mà mình lấy em mũ 1 chia t thừa số chung thì được cái gì? 1 chia t trừ 1. Liên của A T tiến về không cộng. Liên của A lũy thừa 1 chia T. 1 chia T trừ 1. T tiến về không cộng. T tiến về không cộng thì 1 chia không cộng là cộng vô cùng, e mũ cộng vô cùng là cộng vô cùng. Nhân với 1 chia không cộng là cộng vô cùng trừ 1 vẫn là cộng vô cùng. Vậy vẫn là số dương. Rất lớn. Khi giới hạn mà không hữu hạn như thế này chúng ta kết luận là tích phân phân kỳ. Về tích phân suy rộng đã cho phân kỳ. Đề 5. Chữ 6.
Dạng thứ nhất là tiềm tổng của chuỗi. Tổng của chuỗi xong. Bài số 21. Dạ. Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số và tính tổng nếu có. Sigma. 1 chia n trừ đi 1 chia n cộng 1. N đi từ 1 đến cộng vô cùng. UN là 1 chia n trừ đi 1 chia n cộng 1. Thì để ý chuỗi số là một cái dãy số đặc biệt ha. Dãy x, n, dãy tổng riêng. Bây giờ x, n là U1 cộng U2 cộng chấm chấm cộng cho đến UN. U1 là 1 chia 1 trừ 1 chia 2. U2 là 1 chia 2 trừ 1 chia 3 cộng chấm chấm chấm. UN là 1 chia n trừ đi 1 chia n cộng 1. Tổng này là một tổng đặc biệt ở trên lớp chúng ta đã học rồi. Và sau khi rút gọn, chúng ta thấy trừ 1 phần 2 rút gọn cộng 1 phần 2 nè. Không vâng, trừ 1 phần 3 rút gọn. Tiếp theo, chỉ còn số đầu và số cuối. 1 chia 1 là 1, trừ đi 1 chia n cộng 1. Giờ chúng ta tính giới hạn của tổng riêng n tiến về cộng vô cùng. 1 trừ đi 1 chia n cộng 1. N tiến về cộng vô cùng thì 1 chia n cộng 1 tiến về 0, cho nên lim này chúng ta dễ thấy là bằng 1. Giới hạn có và hữu hạn. Chúng ta kết luận vậy, chuỗi số đã cho. Hội tụ và có tổng là 1. Là 1 và ký hiệu. Sigma. 1 chia n trừ đi 1 chia n cộng 1. N đi từ 1 đến cộng vô cùng. Liệt kê một vài số hạng. U1 là 1 chia 1 trừ 1 chia 2. U2 là 1 chia 2 trừ 1 chia 3. UN là 1 chia n trừ đi 1 chia n cộng 1 cộng chấm 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 bằng 1. Chúng ta đã được lưu ý là cái đẳng thức này đã có ý nghĩa là vế trái mà lấy càng nhiều số hạn thì tổng thu được càng gần số 1. Chứ nó không có nghĩa là tổng vô hạn bằng 1 đâu. Cũng thuộc cái chủ đề này, tính tổng của chuỗi. UN 3 chia 4 lũy thừa N.
xn là u1 cộng u2 cộng cho đến un 3/4 lũy thừa 1 cộng 3/4 lũy thừa 2 cộng cho đến 3/4 lũy thừa n. Đây là tổng n số hạng đầu tiên của một cấp số nhân có số hạng u1 là 3/4 và công bội chúng ta cũng thấy là 3/4 luôn. Như vậy bằng u1 là 3/4 nhân với 1 trừ q lũy thừa n chia 1 trừ q. Một trừ 3/4 là 1/4, như vậy là bằng 3 nhân với 1 trừ đi 3/4 lũy thừa n. Giờ chúng ta đi tính giới hạn của tổng riêng khi n tiến về cộng vô cùng. 3 nhân với 1 trừ đi 3 chia 4 lũy thừa n, n tiến về cộng vô cùng. Dễ thấy khi n tiến về cộng vô cùng thì 3/4 là một phân số, nó có đặc điểm là lớn lớn trừ 1 nhỏ 1 nằm trong cái khoảng. Thì chúng ta biết là giới hạn sẽ bằng 0, lim của 3/4 lũy thừa n n tiến về cộng vô cùng sẽ bằng 0. Cho nên ở đây chúng ta thấy là bằng 3 nhân với 1 trừ đi 0, như vậy bằng 3. Vậy chuỗi số đã cho hội tụ và có tổng là 3 và ký hiệu sigma 3/4 lũy thừa n, n đi từ 1 đến cộng vô cùng, 3/4 lũy thừa 1 cộng 3/4 lũy thừa 2 cộng cho đến 3/4 lũy thừa n cộng chấm 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 bằng 3. Và chúng ta cũng đã được lưu ý là cái đẳng thức này, nhắc lại một lần nữa là ý nghĩa của nó là vế trái mà lấy càng nhiều số hạng thì tổng thu được càng gần số 3. Tiêu chuẩn tỷ số, rồi tiêu chuẩn căn thức, rồi điều kiện căn hội tụ. Các cái công cụ này giúp chúng ta khảo sát sự hội tụ của chuỗi số. Hay cái tiêu chuẩn đầu thì chuỗi không âm,
Dạ bằng 23. Dạ. N mũ 3 chia 2 mũ N. N đi từ 1 đến cộng vô cùng. UN là N mũ 3 chia 2 mũ N. UN cộng 1. N cộng 1 lũy thừa 3. Chia 2 lũy thừa N cộng 1. UN cộng 1 là N cộng 1 mũ 3 chia 2 lũy thừa N cộng 1. Chia UN là nhân nghịch đảo MN chia N mũ 3 là tiến về cộng vô cùng. Hai mũ N cộng 1 rút gọn với hai mũ N điện tử thì dưới mẫu còn 2. Còn N cộng 1 mũ 3 khai triển ra luôn đi. N mũ 3 cộng 3 N bình phương cộng 3 N cộng 1. Thật ra không khai triển cũng được. Cứ để N cộng 1 trong lũy thừa 3 cũng được. Thì còn nếu các anh chị không thuộc hàng đơn thức mà khai triển sai thì không được. Chia tử và mẫu cho N mũ 3 đi. Hay nói cách khác lấy tử chia mẫu. Phần 2 cộng 3 chia 2 N cộng 3 chia 2 N bình cộng 1 chia 2 N mũ 3. N tiến về cộng vô cùng. Dễ thấy là 1 phần 2. 1 phần 2 thì nhỏ 1. Vậy chuỗi số hội tụ mở ngoặc đơn là theo tiêu chuẩn tỷ số. Còn được gọi là tiêu chuẩn D'Alembert nữa. Dạ. Sigma N cộng 2 chia N lũy thừa N bình phương. N đi từ 1 đến cộng vô cùng. UN là biểu thức phía sau dấu sigma. N cộng 2 chia N lũy thừa N bình phương. L bằng liêm căn bậc N của UN. Chúng ta dùng tiêu chuẩn căn thức, còn được gọi là tiêu chuẩn Cauchy. Liêm căn bậc N của UN thay với N cộng 2 chia N lũy thừa N bình phương. N tiến về cộng vô cùng.
ta lấy bậc của lũy thừa là n bình phương chia cho bậc của căn là chia n, thì chúng ta còn lũy thừa n ha, n cộng 2 chia n lũy thừa n, n tiến về cộng vô cùng. Và giới hạn này chúng ta để ý là nó có dạng là một lũy thừa vô cùng đó, cho nên chúng ta phải cẩn thận. N chia n là 1, cộng với 2 chia n tôi viết luôn là 1 chia n chia 2 luôn. 1 cộng 1 chia u, chúng ta cần lũy thừa u là cần n chia 2, cần thì thêm vô nó bớt nè. Bớt ra thì ban đầu có n rồi, như vậy chúng ta thấy rằng là lũy thừa n chia 2 thì có như nhân 2, lũy thừa 2. Là tiến về cộng vô cùng. Chúng ta dễ thấy là bên trong hoặc vuông có dạng 1 cộng 1 chia u mũ u, và n tiến về vô cùng thì n chia 2 cũng tiến về cộng vô cùng, cho nên là cơ số tiến về e. Còn bên ngoài là mũ là hằng số liên bằng e bình. 2,7 mấy mà bình phương chắc chắn là lớn hơn 1. Vậy chuỗi số phân kỳ theo tiêu chuẩn căn thức. Theo sát sự hữu tụ của chuỗi số 1 chia 3 mũ n nhân với trên tử là 2n cộng 1 giai thừa với mẫu là n bình trừ 1. Đi từ 2 đến cộng vô cùng. Thứ hai là vì n bằng 1 thì cái mẫu thừa số nó bằng 0 á. Chuỗi có chứa dây thừa như thế này thì chúng ta dùng tiêu chuẩn tỉ số thôi. Trên tử là 2n cộng 1 dây thừa với mẫu là n bình phương trừ 1. Của n cộng 1 thay n bởi n cộng 1, 1 chia 3 mũ n cộng 1 nhân với 2 nhân với n cộng 1 cộng 1 là 2n cộng 3 luôn giải thừa chia n cộng 1 đem bình trừ 1. N là bằng liên UN cộng 1 chia UN là tiến về cộng vô cùng. 1 chia 3 mũ N cộng 1 UN viết trước, 2N cộng 3 dây thừa, N cộng 1 đem bình trừ 1 thì dễ thấy là N bình cộng 2N chia cho UN là nhân nghịch đảo 3 mũ n nhân với n bình trừ 1 chia 2n cộng 1 giai thừa, n tiến về cộng vô cùng. Trên tử là 2n cộng 3 giai thừa rút gọn với 2n cộng 1 giai thừa thì dễ thấy là còn 2n cộng 2 nhân với 2n cộng 3
nhân với ở đây còn là bình trừ 1 luôn. Chữ mẫu là 3 mũ n cộng 1 rút cộng với 3 n cộng 3 nhân với n bình cộng 2 n n tiếng về cộng vô cùng. Chia tử và mẫu cho n bình phương đi, còn 2 n cộng 2 cộng 2 n cộng 3 nhân với 1 trừ đi 1 chia n bình, với mẫu là 3 nhân với 1 cộng 2 chia n. N tiến về cộng vô cùng. Thế này là rắc rối chút thôi, chứ còn rút gọn thì các anh chị thấy là cũng còn tương đối đơn giản. N tiến về cộng vô cùng thì điện tử là cộng vô cùng nhân cộng vô cùng nhân 1 là cộng vô cùng. Với mẫu là 3, 2 chia N tiến về 0 cho nên là còn tiến về 1 nhân với 3 là 3. Thì bằng cộng vô cùng. Dĩ nhiên lim mà bằng cộng vô cùng như thế này thì dĩ nhiên nó lớn 1 rồi. Chữ số phân kỳ. Theo tiêu chuẩn tỷ số. Các anh chị để ý một chút. N cộng 3 giả thừa nghĩa là gì? Nghĩa là 1 nhân 2 nhân 3 nhân hoài cho đến N cộng 3. Thế thì cái thừa số đứng trước 2N cộng 3 là 2N cộng 2. Thừa số đứng ngay trước 2N cộng 2 đó là 2N cộng 1. Ta để ý. Rồi để ý thêm là 1 nhân cho đến 2N cộng 1 chính là 2N cộng 1 giả thừa. Bởi vậy cho nên lúc nãy rút gọn tử và mẫu 2N cộng 3 giải thừa rút gọn với 2N cộng 1 giải thừa. Thì các anh chị thấy rõ ràng là còn 2N cộng 2 nhân 2N cộng 3 là hai thừa số phía sau. Và đến đây thì cũng kết thúc luôn cái nội dung ôn thi cuối kỳ môn vi tính phân bậc B dành cho hệ chất lượng cao qua điện tử viễn thông. Chúc các anh chị một chuyện tốt lành.